Postcom Việt Nam xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thực sự tôi đang rất là vui đấy ạ. Bởi vì vào ngày sinh nhật của tôi thì mặc dù không nhận được phần quà nào cả, nhưng tôi nhận được rất nhiều lời chúc mừng sinh nhật từ quý vị khách hàng, cũng như những vị mà chưa từng mua sản phẩm bên tôi thì cũng gửi lời chúc mừng sinh nhật. Dạ vâng ạ, tôi đã từng nghe một câu nói như thế này: vào ngày sinh nhật của mình thì hãy gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến người mẹ của mình. Bởi vì vào cái ngày mà mình ra đời thì mẹ mình đã phải chịu một cơn đau tương đương với việc là gãy liền một lúc 20 chiếc xương sườn. Và tôi thì đã từng trải qua cái cảm giác ấy 2 lần rồi đấy ạ. Cái cảm giác gãy liền một lúc 20 chiếc xương sườn đó là cảm giác rất là khủng khiếp và tôi cũng không muốn nhớ lại nữa. Và tất nhiên rồi, và để chia vui cái niềm vui mà cái ngày vào cái ngày sinh nhật của mình ý, tôi muốn lan tỏa cái niềm vui này bằng cách là hôm nay chúng tôi sẽ gửi tới quý vị và các bạn một món quà rất là đặc biệt, một món quà rất là đặc biệt vào ngày sinh nhật của quý vị và các bạn đấy. Tuy nhiên thì món quà này chúng tôi sẽ chia sẻ sau nhé. Còn bây giờ thì chúng tôi muốn giới thiệu với quý vị và các bạn hai mẫu chậu tròn. Vì nhắc đến ngày sinh nhật, nhắc đến mẹ thì tự dưng tôi lại nhớ đến hình tròn. Và giới thiệu với quý vị qua mẫu chậu thứ nhất mà chúng tôi muốn giới thiệu, đó là mẫu chậu tròn 50 bác tiên gốm hoàng. Một chiếc chậu rất là dày dặn và đẹp như thế này. Hiện nay thì mẫu chậu này chúng tôi có hai màu men là màu vàng như quý vị đang nhìn thấy và màu xanh. Nhắc đến gốm hoàng thì chắc chắn quý vị sẽ không bao giờ phải lo lắng về chất lượng rồi. Và đặc biệt là đến với Postcom thì chúng tôi cũng nói đi nói lại nhiều lần rồi, chúng tôi vẫn khẳng định với quý vị và các bạn rằng tất cả sản phẩm bên chúng tôi đều là sản phẩm loại A của các lò gốm. Và sản phẩm gốm hoàng thì đã do chính tay chủ lò gốm lựa chọn cho chúng tôi loại A đấy ạ. Bất kỳ sản phẩm nào đến tay quý vị và các bạn mà nếu quý vị cảm thấy không hài lòng thì có thể đổi trả thoải mái. Quý vị sẽ được quyền mở hàng ra để xem thật kỹ, và nếu không hài lòng quý vị sẽ gửi trả lại shipper. Shipper sẽ mang trả lại cho chúng tôi ạ. Và chúng tôi sẽ sẵn sàng đổi trả 100% sản phẩm cho quý vị và các bạn. Chúng ta sẽ cùng đến kích thước của chiếc chậu rất là dày dặn và đẹp đẽ của gốm hoàng nhé. Một chiếc chậu rất là tuyệt mỹ rồi, bởi vì nhắc đến gốm hoàng chúng ta sẽ không bao giờ phải lo lắng gì về vẻ thẩm mỹ này, về độ chỉnh chu cẩn thận này, về độ dày. Và mua gốm hoàng thì cứ càng chơi càng để lâu thì chúng ta sẽ càng thấy rằng chiếc gốm hoàng càng có giá trị. Chiếc chậu này của chúng ta thì có kích thước phủ bì là 50 x 19. Một kích thước rất là lớn, 50 x19. Nhưng một chiếc chậu dày như thế này chắc lọt lòng của nó sẽ không được lớn lắm đâu. Chúng ta sẽ cùng đến kích thước lọt lòng của chiếc chậu này là 43. Bốn mươi ba nhân mười lăm, đúng là độ dày của nó thì khủng khiếp thật đấy ạ. 43 x 15 là kích thước phủ, kích thước lọt lòng của chiếc chậu 50 bát tiên gốm hoàng mà chúng tôi muốn giới thiệu với quý vị ngày hôm nay. Và chúng ta sẽ cùng đến với sản phẩm số 02 nhé, bởi vì chắc là nhiều quý vị và các bạn đang rất là nóng lòng muốn biết là món quà mà chúng tôi muốn gửi đến quý vị và các bạn trong ngày sinh nhật là gì đấy ạ. Chúng ta sẽ cùng đến sản phẩm số 02, cũng là sản phẩm chậu tròn của gốm hoàng, cũng là kích thước 50. Tuy nhiên thì hình dạng của nó thì đẹp lắm ạ, như là một cô thiếu nữ mới lớn luôn. Chúng ta sẽ cùng đến sản phẩm mang số 02 nhé. Tưởng nó nhẹ cơ. Đây, tôi nói quả không hoa đúng không ạ? Đúng rồi, đến với Postcom thì quý vị sẽ luôn luôn được nghe lời nói thật. Tôi nói gì đây, chiếc chậu này thì đẹp như là một cô thiếu nữ 18. Như quý vị thấy đấy, một chiếc chậu cũng là chiếc chậu tròn, cũng là đường kính 50, cũng là chiều cao 20. Tuy nhiên thì như quý vị thấy đây, cái thành chậu cực kỳ đẹp luôn. Với chiếc chậu này thì quý vị sẽ có thể trồng rất nhiều loại cây khác nhau ở trên chiếc chậu này đấy ạ. Những cây bonsai có tán tròn này, hoặc là tán hình oval, hoặc là thậm chí là những cây trực đều phù hợp với chiếc chậu này. Và cây thì có lẽ là sẽ cao cỡ khoảng từ mặt chậu lên tầm này là chắc khoảng độ 80 phân trở lại đúng không ạ? 80 phân trở lại thì sẽ phù hợp với chiếc chậu rất là xinh xắn như thế này. Chúng ta sẽ cùng đến kích thước cụ thể của chiếc chậu này ra sao nhé. Một chiếc chậu tròn bèo cá rô gốm hoàng với kích thước phủ bì miệng là 50 nhân với chiều cao là 20. Hoa văn họa tiết thì đều là nổi hết, rất là đẹp. Và kích thước lọt lòng của nó như sau ạ. Kích thước lọt lòng là 40 nhân với chiều cao 17. Một cái chậu cực kỳ dày dặn và đẹp đẽ như thế này. Đây chính là sản phẩm 02 trong buổi bán hàng ngày hôm nay. Và quý vị sẽ vừa ngắm ngoại hình đẹp đẽ của gái 18. Tất nhiên là tôi đứng đây thì hơi bị dìm hàng so với cô gái này, vì tôi xin phép đứng lép sang một bên. Tuy nhiên thì có một điều mà quý vị sẽ thích thú của tôi, đó là phần quà mà tôi muốn gửi tặng quý vị và các bạn đấy ạ.
nhân dịp sinh nhật của bất kỳ khách hàng nào. Dạ vâng, nếu quý vị và các bạn đặt hàng cho chúng tôi và chốt đơn đúng vào ngày sinh nhật của quý vị thì quý vị sẽ được tặng một món quà rất là lớn, đó là được giảm giá 10% trên tất cả các mẫu chậu mẫu đơn của chúng tôi và được free ship. Dạ vâng ạ, tôi nhắc lại nha, món quà mà chúng tôi dành tặng cho quý vị nhân ngày sinh nhật, chỉ ngày sinh nhật thôi ạ, đó là được giảm giá 10% và được free ship. Tôi mong rằng 10% cộng với cái tiền ship này quý vị sẽ được một món nho nhỏ để mua quà tặng vào ngày sinh nhật của mình ý. Mua quà tặng cho người mẹ tuyệt vời của mình, người mẹ độc nhất vô nhị trên thế gian này. Và hãy nhớ rằng là mẹ là người duy nhất, là người luôn luôn yêu thương chúng ta. Đến khi mà mẹ không còn trên thế gian này nữa thì mẹ vẫn luôn luôn yêu thương chúng ta đấy ạ. Bây giờ thì Postcard Việt Nam xin chúc quý vị và các bạn có một ngày rất là hạnh phúc, rất là vui vẻ bên gia đình mình. Và đã bao lâu rồi nếu bạn quên cái việc là nói yêu thương bố mẹ mình, thì ngay hôm nay hãy về nói với bố mẹ mình rằng là bố ơi, mẹ ơi, con yêu thương bố mẹ vô cùng. Bây giờ thì xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Xin chào.